Ủy ban Mặt trận phường Thanh Hà vừa tổ chức thành công hội thi tiếng hát khu dân cư lần thứ 5 và hội thi tuyên truyền viên pháp luật năm 2022. Đây là một trong những hoạt động chào mừng kỷ niệm 92 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 18 tháng 11 năm 1930, 18 tháng 11 năm 2022 và ngày hội đại đoàn kết toàn dân. Trong hai đêm liên tiếp, đội thi của 6 trên 6 khu dân cư trên địa bàn đã thể hiện các chương trình dự thi 24 tiết mục gồm 4 nhóm thể loại: song ca, tam ca, tốt ca, hợp ca, múa, hát múa và kịch ngắn, tiểu phẩm. Nội dung các chương trình dự thi đều tập trung ca ngợi quê hương đất nước, ca ngợi Đảng, Bác Hồ kính yêu, phản ánh công cuộc đổi mới của quê hương, địa phương, tinh thần hăng say lao động của nhân dân. Cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh gắn với phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư tại khu phố, phản ánh thành quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế, văn hóa xã hội trong những năm qua. Riêng đối với thể loại kịch ngắn, tiểu phẩm, các tác phẩm chủ yếu tập trung vào cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh gắn với phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư và phong trào hai giữ về an ninh trật tự, giữ người và giữ tài sản. Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao giải nhất toàn đoàn cho khối Nam Diêu, giải nhì thuộc về khối Bảo Súng, giải ba thuộc về An Bang. Ngoài ra, ban tổ chức cũng trao một giải A và hai giải B cho từng nhóm thể loại dự thi. Hội thi là đợt tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân về cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh gắn với phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư và phong trào hai giữ về an ninh trật tự, tăng cường tình đoàn kết, đẩy mạnh phong trào văn hóa văn nghệ trong các khu dân cư, đồng thời phát hiện các tài năng làm nòng cốt trong phong trào văn hóa văn nghệ ở địa phương.